Thôi, bé nó còn nhỏ. Dạ, có bà nội đây nè. Có bà mẹ chồng nha. Một lon thôi nghe. Ăn không có bao nhiêu, nấu cho cả đống này nè, bỏ nè. Mừng hay là sao cũng không được. Mừng hả? Mừng cũng được không hả? Thì nhà mới lạ chỗ hay sao chưa đại? Lạ chỗ cũng được. Muốn cái chỗ mà bó nhỏ ngủ được á, bây giờ qua đây rộng quá rộng rồi, ngủ được hả? Lấy cái ghế cho mẹ ngồi. Thôi được rồi, để kìa. Đức mua gì về cho mẹ kìa. Mua cho mẹ hả? Mua cho mẹ hả vậy? Ồ, quá dữ luôn ha. Lại hung mẹ cái đi. Hung mẹ cái. Hung nè, không đứa mặt cho anh ta hung coi. Anh ta hung làm gì vậy? Cái đầu hung gì vậy? Hung làm gì vậy? Hung mà đùa quýnh ta. Muốn bự hơn mẹ nè. Cái tay rồi. Kỳ vậy trời, ta hung mẹ, ta thương mẹ, ta hung không chịu. Lại đút cho mẹ đi Đức. Con mua gì hả? Không mua gì đâu. Không mua gì đâu, mở ra coi. Wow, xúc xích hả? Xúc xích bò. Nó ngon cho, mở ra bụng ăn không? Hỏi mẹ ăn không? Bánh bao. Mở ra bụng ăn không? Mua cho dì Phụng cái gì? Ủa, có chừng đổ. Hỏi mẹ ăn không cho một phanh nè. À, đút luôn nè. Trời ơi. Không ăn gì đâu, tội ăn nữa. Bỏ cái gì? Này là chén ngầm mặt nó lấy chén. Cho thương. Có nè, hiếp nó hoài. Nó ăn cái ghê không? Rồi cái nào của bà nội đâu? Dạ không mời bí chú gì ăn chứ, chị có mời bí chú. Mấy chú ăn. Ờ, giỏi. Có mấy cục rồi con ăn đi con. Rồi cái nào của bà nội? Sao đút qua cho bà nội nữa kìa. Đức ơi. Dạ. Cho nội đây, cho nội đây. Ừ. Sao nói làm sao? Con mời nội ăn. Nội ăn. Cảm ơn con nghe. Quá dễ thương. Sớm giờ đâu rồi? Đức. Mình mua bánh bao với mua chút xíu. Mua bánh bao hả? Mua ở đâu gần không? Đi xa không? Mua cỡ nhà tiền á. Vậy hả? Trời, con mặt kháu khỉnh dễ thương rồi. Đó, thấy không? Đút nữa kìa. Cho mẹ nè, cho mẹ cái nữa đi. Ừ. Đút mẹ nữa coi, đút mẹ nữa coi. Không ngon. Ừ. Quýnh nào? Ừ. Nó ai làm gì quýnh? Nhỏ ngoan nữa là nhỏ hung rồi nhỏ đút đồ cho ăn mà đòi quýnh nhỏ hoài. Cái áo nó không vừa, nó rộng quá sao chị đại buộc lại gì đại? Rộng thứ cổ. Trời ơi. Này màu đen 2025 nè. Đi trước thời đại luôn thấy không? Nè ông Long buộc hay vậy? Hay là chị buộc luôn? Ai buộc cục có sao đó vậy? Mẹ chồng hỏi kìa. Vô chồng ơi. Cái này đeo ông Long dính không? Da luôn không? Dạ. Đeo ông Long dính da luôn ha. Dính xíu là kêu rồi hả? Dạ. Không à, mẹ ăn con đó. Có lại luôn đó. Có lại luôn đó. Mày cầm gì nữa? Ha nào. Ha nào. Trời ơi, có mẹ chồng ở đây mà kêu chồng mình lại đây biểu đi. Sao Út? À, Út, sao? Bỏ tay luôn cái gì? Nó muốn kêu sao thì nó kêu chứ biết sao nha. Cái này kêu ông Long á chứ kêu mẹ chồng mình lại đây biểu cái chết luôn. Trời, không, nó cũng kêu vậy đó. Có luôn hả? Dạ, kêu sao? Kêu lại biểu ơi. Kêu Út á hả? Dạ, nó kêu Út lại biểu rồi. Trời ơi. Tại đâu biết gọi ông đâu, cứ ai đó. Ừ, hết nói với bà sâu rồi. Bỏ tay rồi, bỏ tay rồi, bỏ tay bà sâu luôn rồi. Dạ, cứ, đừng có nữa, đừng có lông đây, đừng có cái ruột nữa. Cái ruột
còn bệnh nữa hả? Bệnh rồi. Bệnh gì bệnh hoài á? Buông ra đây, bệnh gì bệnh hoài á? Còn leo uống hả? Còn leo nữa hả? Ăn vô cá ơi, cái này nè, mời bà bạc mà. Không rẻ không? Đúng rồi, bà nội quýnh con lộn của nó ra hoài, quýnh nó lờn, cái nó hư luôn á. Hát chưa? Cái ke bà. Để vô, chồng vô, dẹp vô. Ồ, ê, đừng ăn cái đó. Để coi đi, để vô cái nó đậy lại đây, dẹp đi. Ừ, mặn lắm. Quá trời đã luôn. Này. Để vô trong đó ra ngoài chưa hết chưa, để vô trong đó lại. 28. Dạ. 28 kg hả? Ừ. Ừ. Chị đại 30 kg rồi, đứt 28 kg. Dẹp cái đâu, dẹp cái nó đâu để gớp đổ không được giờ nè. Nè bây giờ có ăn bánh bao nữa không? Chị đại 30 đứt 28 hả? Hơn có 2 kg à. Chưa chắc 30 nữa à. Tướng này chưa chắc 30. Bỏ đi hết. Chắc 28 kg đồng luôn quá. Chúng xích mà có xương nữa hả con? Nè con. À. Ừ. Anh biết đâu mà nội đâu có biết đâu. Ờ cân ha. Để cái bọc nó cho em nó đọt nó bỏ vô luôn. Ông Long nuôi khéo ha. Bây giờ nhìn chị Đại đỡ hơn lúc trước nhiều lắm đó. Để cho em lột nó bỏ vô. Chắc chị Đại em nhơ mà. Ủa ba đâu rồi luôn. Tóc tai đồ bị đanh nữa. Giờ đỡ nhiều lắm rồi nè. Có này nữa. Ủa vợ của trước kia là cắt cho nó nữa. Gì lỡ nó. Chứ dắt đi tiệm không ai hết hết. Gì lỡ nè. Tao sợ luôn à. Được mấy con dắt đi tiệm nó hết tóc đanh đổi hết lần đó. Dạ. Còn cái này mới hàng quá. Mấy 2-3 ngày nay nữa nè. Lỡ con, lỡ con đít con. Rồi à. Gì lỡ nè. Ăn gì là mà chiều khỏi ăn cơm nè. Đút cho mẹ kìa. Gì lỡ nè. Kêu bằng gì Đức? Kêu bằng gì cũng. Xong kêu mẹ. Kêu mẹ đi. Thôi. Kêu mẹ đi. Gì lỡ nè. Mai mốt ở với mẹ rồi. Đừng có nó mà nó đánh nha. Đi lắm à. Con mất con đi về bển kìa. Rồi đủ rồi. Con đi nha con ở đây. Đủ rồi. Cái gì bả? Con đi về bển hay con ở đây? Đủ luôn. Giờ con có chơi gì Phụng ở không? Có. Có không? Cho. Ừ. Cho hả? Tối ngủ với ba với dì Phụng luôn nha. Dạ. Ngủ đi nó không ngủ cùng đâu. Con mệt ngủ ăn rồi. Sao chồng con nhỏ ngủ chung đi. Đúng chung xích cho Phụng ăn mà nó đánh con. Trời ơi, thức kỳ vậy. Con kỹ đúng chung xích ăn mà đánh nhỏ. Kè 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 nữa. Thôi. Bé nó còn nhỏ. Dạ, có bà nội đây nè. Có bà mẹ chồng nha. Mẹ chồng can rồi. Đó. Có mẹ chồng đó. Có mẹ chồng. Ai biểu con lại con chọc gì? Ăn đi, lo ăn đi. Ai? Đó. Đòn hổng nó bị đòn. Văng lưng bà nội đánh bây giờ là văng nhà cửa nè. Không có khăn ha. Khăn kiếm mấy cúng luôn đó. Không có khăn hả? Không có khăn không? Dây điện không đó. Dây điện đó. Dây điện đó. Mình phải làm lại mới được. Dạ kêu gì nữa rồi kìa. Vui quá vui rồi. Sau có công chuyện làm là trách nhiệm là đi đâu rồi? Dạy điện cái gì chú? Dạ. Đó là ông nội của cô của bé Đức, tức là bà của anh Long mọi người. Nghĩ gì hả? Hết nghe hả? Máy này toàn là máy xịn không à? Đồ nhật. Đó Sony hả gì? Chắc hết pin gì rồi. Hết pin là cái gì đó? Bỏ hết pin. Cái gì nữa? Pin nó hết pin. Từ lâu rồi á nè. Giấu gì bây giờ không nghe ngủ. Thùng bà lớn. Thùng bà lớn một lấy nhà. Được rồi không? Được rồi. Ôm nữa. Trời ơi. Hoài luôn á.
rồi kết thúc rồi đi về. Chú ở lại chơi nha. Dạ. Tôi đi về tại vì về còn cho gà cho đồ ăn nữa còn lắm. Tính về ha. Dạ. 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 Nó về nó mừng lắm, nó vỗ tay kìa. Rồi Đức lên thưa chị Phụng về đây. Đức lên thưa. Dạ con thưa mấy chú con về. Thưa mấy chú về. Giỏi quá. Mẹ Phụng luôn, thưa mẹ Phụng luôn. Mẹ Phụng luôn. Bye bye chú mấy chú. Ở đây à, ngã đây à. Nhà này nhà của ai con nói coi. Nhà của tôi. Nhà của con chứ không phải nhà của tôi. Tới nữa rồi. Chạy xuống nội tiếp. Chạy. Số nội với chạy. Bye bye mấy chú đi. Nó con đi về bả. Ờ vậy đó gia đình vậy đó ông cúng không vui không? Dạ. Rồi ốc về không ơi. Không đủ nhưng mà cái tình cảm thì đối xử nhau trong gia đình thì vậy là quá ông cúng rồi. Chiều chút nữa là ăn ba cái thịt cái lợn nha. Để tôi cái chảo ăn rồi. Còn ba cái cơm nó chắc ăn không hay là bỏ? À. Không ăn thì mẹ dép mẹ đem gì bỏ cho gà. Rồi kiếm cho mẹ cái bọc đi. Mẹ chồng về vui lắm hả gì mà chị đại. Hai vợ chồng được ở nhà quá như êm luôn. Đầy đủ từng đây về là con nhà khán giả. Thì tiêm xong thì cũng không được bình thường như bao người khác. Mà thương được cái là thương chồng. Nên cái câu chuyện cổ tích của anh Long và chị Phụng được viết tiếp cũng gần 2 năm nay rồi nghe với bà con. Đút cho ông nội miếng đi. Đút cho ông nội coi. Ôm, đút rồi kêu ông nội ôm. Đút cho ông nội sao giật lại. Chứ ăn đít rồi. Tập 11 kêu bằng mẹ được rồi. Nè, nấu chưa? Dạy nè, bây giờ mẹ chồng dạy con dâu nè. Nghe lời mẹ đó mới được. Nấu đi ông ơi, nấu cơm đi, nấu cho chồng. Nấu một lon thôi nghe. Ăn không có bao nhiêu, nấu cho cái đống này nè, bỏ nè. Đó, nghe chưa? Nghe không mà gật đầu lên vậy thì nghe đó, nghe mới gật đầu đó. Nghe phải không? Nghe đó. Nghe mà làm theo không? Không, mày đâu, không có đâu. Không, hai người có à. Nghe mà làm theo không? Có. Mẹ chồng ta chỉ gì đó rồi có làm theo không? Còn đây cái vườn vườn lý tưởng nè, vườn màu hồng. Mới chị. Mà. Mày sao cái đây ngồi đây? Má ơi. Hả? Tình yêu. Cái gì vậy? Gì tình yêu? Cái gì tình yêu? Không, tình yêu. Trời ơi, chơi màu hồng mới ghê. Cái này ông Long chọn đó nha. Chọn màu hồng mới chịu. Hai cho con mợ. Nha. Cái này là chim rồi với đó gà do chắc chắn đó. Nhưng mấy kiếm đứa luôn đi. Dùng chắc không tối có cọt cạc gì không chị đây? Hả? Có không? Dạ. Tốt vậy ha. Tiễn mẹ chồng đi ra xe đó. Ở mua gà là ôm. Gì mà ôm hoài trời. Vậy đó sao bỏ được ông Long? Sao mà bỏ được? Dạ lấy rồi coi. Gần thưa thớt trong gia đình chứ tình cảm dành cho anh Long thì nó tràn đầy nha bà con. Ngồi đây nha, ngồi đi. À, bà đó thì ngồi đi. Ba, kệ. Bộ ghế Long Phụng nè. Đâu không, đúng Long Phụng không? Đâu có cái nào Long, nào Phụng đâu. Rồng đó ha. Rồng là Long nè, Phụng nè. Trời ơi, đúng luôn ha. Đúng luôn. Đúng bài bản Long Phụng luôn. Rồi sáng giờ thấy mặc cái bộ đồ này hoài trời. Tắm chưa? Túc cắm. Túc cắm á. Tắm đi mà có cái đầm ấm đó, bằng cái đầm nó đẹp. Ừ. Có chứ mà đem mặc cái đồ bộ, đồ mới cho. Để bỏ lại mình ở ngoài giường đó. Mình cái giặt để nó hay hay bộ đó. Trời ơi, giặt ơi. Cái giặt nó vậy? Đem như cái chốt. Đem sao? Chốt.